Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lối sống của Ngài. Con bắt đầu ngày mới bằng trái tim tràn ngập lòng biết ơn. Con dâng lên Chúa tất cả những gì con đã nhận được, nhận ra rằng chúng được ban cho con một cách có mục đích. Con suy ngẫm về lòng trắc ẩn của Chúa. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Con phản ứng thế nào trước nỗi đau và mất mát do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra? Con dõi theo cách sống của Chúa Giêsu, đầy lòng trắc ẩn và hành động. Con dành hành trình và nỗ lực của con cho những ai đang cần đến trong tháng này. Con cầu nguyện lời kinh dâng hiến. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Gia đình Hoàn Vũ. Buổi chiều dần đến, con dành một chút thời gian để dừng lại và suy ngẫm về ngày hôm nay. Kết nối với bản ngã bên trong con và sứ mệnh của tháng này, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở mỗi người về sự hiệp thông sâu sắc của chúng ta với toàn thể tạo vật. Cuộc sống của con người là không thể toàn vẹn bền vững nếu không có các sinh vật khác, vì tất cả các sinh vật trong vũ trụ đều được kết nối với nhau bằng những mối liên kết vô hình, tạo thành một loại gia đình toàn cầu. Một sự hiệp thông cao cả khiến chúng ta hướng đến sự tôn trọng thiêng liêng, yêu thương và khiêm nhường. Làm hại thiên nhiên là làm hại chính mình. Ảo tưởng nào khiến con nghĩ rằng mình có thể khai thác nó theo ý muốn? Con dành thời gian suy ngẫm với Chúa về những sự thật này và suy ngẫm lời cầu nguyện hàng tháng trước khi tiến về phía trước. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Những người làm việc cho vương quốc. Khi ngày sắp kết thúc, con dành một chút thời gian để suy ngẫm về hành trình với lòng biết ơn. Con đã sống như thế nào trong ngày hôm nay? Con có cảm nghiệm được niềm vui khi đóng góp vào hạnh phúc của những người xung quanh mình không? Con có chủ động bảo vệ, chữa lành, giúp đỡ và lắng nghe không? Con tìm kiếm nguồn cảm hứng mới từ Chúa để tiếp tục sứ mệnh từ bi của Ngài, dâng hiến bất cứ điều gì con có thể cho đi vào ngày mai, dù lớn hay nhỏ. Hãy tin tưởng phó thác bản thân vào tay Chúa Cha và cầu nguyện cho những người mà con được giao phó chăm sóc trong tháng này.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.